sổ nó mất tiêu rồi ta. Cô chuẩn bị đi cắm trại hả? Dạ sếp. Dạ không có. Dạ sếp ơi, hôm nay em xin về sớm có được không? Lọc hết những mẫu đầm đen cho tôi. Đi phụ với em không? Mẹ mua những đồ gì vậy? Thì mấy cái đồ đơn giản thôi, giống như kiểu như là đèn treo nè, rồi thùng cạc tông, mà mấy cái loại đèn ánh sáng dịu dịu á, cho nó đừng có bị kém sang, là mấy cái bạc nữa. Ừ, mấy cái bạc mà màu sắc tươi sáng một chút xíu, rẻ thôi. Ừ, vậy thôi nha. Lọc xong mẫu trong chiều nay nha, anh xuống kho. Cái gì vậy trời? Ủa cô Hậu, cô qua shop con chi vậy? Ô, cô định qua gặp mẹ con hỏi tí việc. Thế con đi đâu đây? Khiêng cái gì đấy con? Gì thế? Biết đem đi đâu không? Con định đem mấy cái đồ này qua cho cô nè. Cái gì mà đem qua cho cô nè? Ôi trời ơi, cái thằng này đích thế. Thế sao mà mày biết cô đang cần những cái này mà mày đem qua? Con mà con, gì con không biết. Trời ơi này, nếu như bây giờ mà ai hỏi cô là yêu ai nhất trên đời ấy, cô sẽ trả lời rằng là cô sẽ yêu mày thứ hai đấy. Tất nhiên cô phải không liên chứ đúng không? Đúng rồi, sau này con làm rể con mới thương con thứ hai chứ. Dạ. Thế mẹ có nhà không? Mẹ ăn đi ông chị không có nhà. Thôi cũng không đơn không sao. Thì cô sẽ hỏi thêm sau. Cái chính là cô qua cô định hỏi mượn có cái này.
được mà, nên cô đâu cần phải nói, cô đem qua tới tận nhà cho cô luôn. Quá chuẩn. Dạ. Rồi, về thế thôi cô đi về nhá. Thôi. Sao vậy? Để con xách qua bên cho cô hết luôn, cô về làm gì? Về hả? Con cầm hết đồ này qua cho cô luôn, để con cầm cho. Cô Hậu. Cô tìm Miên hả? Ừ. Không. Cô qua tìm cô Nhi. Dạ. Con đi đâu đấy? Dạ con định đem qua nhà cô một ít đồ. Đồ gì? Dạ đồ tặng cho cô. Chào cô á. Dạ. Cũng được. Cô nhận hết. Dạ. Nhưng mà tại sao biết là cô đang cần những cái này mà lại là cho cô? Dạ, con làm việc chung với Miên mà bác. Ôi dồi ôi, quý quá. Này, nếu như bây giờ mà ai hỏi cô là yêu ai nhất trên đời ấy, là cô sẽ... không ai hỏi cô hết, chả ai hỏi cô. Cô tự nói thế thôi. Thôi, bây giờ cô cảm ơn nhé. Rồi, cảm ơn Trình nha. Để đây Tiến lo cho Tiến đem qua nhà cô. Trình không phải làm đâu. Cô tự đem về được. Đúng rồi, cái này là của cô. Cái này là cô đem về được. Cái này. Con. Cái này Tiến nó làm rồi đó. Không có, ông thấy cái bên Trình đó cô. Con là con ý tốt, con muốn phụ đem hết đồ qua. Trình mày quá. Ô thế bây giờ là thế nào? Thế bây giờ là thật sự là hai đứa là muốn giúp cô hay là muốn phá cô? Dạ không, con muốn giúp cô. Thế mà giúp mà sao được, cuối cùng đồ cô đem về để cô bán mà bây giờ cuối cùng là thành hỏng hết như thế này. Thôi, bây giờ, để cô tự giải quyết hết cho. Không cần ai hết. Bỏ xuống cho cô. Cô làm xuống cho cô. Cô tự làm được hết. Không cần ai hết. Để cô cùng cái thằng này. Thôi, để cô làm, hai đứa tránh ra. Thôi. Trời ơi. Thôi, bây giờ cô phân như thế này cho gọn nhá. Dạ. Đây. Cậu Tiến. Cậu chẳng con, đúng không? Chẳng tươi. Ở nhà trông cửa hàng cho mẹ. Phải như vậy chứ, để thôi. Cậu Trinh. Dạ. Để con. Ở nhà trông công ty cho mẹ. Còn tất cả những cái đống đồ này tự cô giải quyết. Tự cái gì mà tự hả bà chị? Công nhận bà chị trốn kỹ dữ ha. Trốn từ nhà mà ra tới đây kiếm bà chị đó. Cô tự nhiên xuất hiện lù lù trước mặt người ta vậy. Sao bà chị thiếu nợ mà bà chị mau quên quá vậy? Ủa nợ là sao cô? Đúng rồi đó cô. Không có nợ nần gì hết, để cô giải quyết cho. Sao? Nợ nần như thế nào? Bây giờ bà chị còn thiếu tiền lãi 5% bà chị chưa có trả đó. Hai cậu còn trẻ bị mất trí nhớ à? Này nhá, hôm kia hai cậu qua nhà tôi. Tôi đã trả đủ cho hai cậu cả gốc lẫn lãi 5% một tháng. Đó đúng chưa? Đúng á, là tiền gốc tiền lãi là đã trả đủ. Đấy chứ trả rồi. Nhưng còn tiền lãi phát sinh á, từ tháng thứ hai á, bà có trả đâu. Lãi phát sinh là nào? Hôm đấy tôi đã phân tích rõ ràng rồi, không hề có cái lãi phát sinh nào hết. Ngay từ đầu tôi mượn, các cậu làm gì có nói cái chuyện mà lãi phát sinh gì. Tôi không đồng ý cái lãi phát sinh đấy. Mượn từ đầu lãi bao nhiêu là cứ thế, mỗi tháng là lãi bấy nhiêu thôi. Bây giờ bà nói ngang ngược đúng không? Các cậu mới là người ngang ngược. Bây giờ bà còn thiếu tiền lãi tháng thứ hai là 5%, bà trả cho tôi đi. Đã bảo trả rồi mà trả cái gì thì nó ngang, nó nhở lì thế nhở. Định làm cái gì? Muốn cái gì? Sao? Hả? Tôi chỉ muốn lấy tiền thôi. Nói chuyện đàng hoàng, đụng tay đụng chân gì kỳ vậy? Chuyện này không có liên quan tới hai tụi bay á. Tránh ra, tôi lấy tiền của bà. Sao không liên quan? Đúng rồi đó, sao không liên quan? Nói sao không liên quan? Cô Hậu cũng như là mẹ của tao vậy đó. Làm sao không liên quan? Tiền đó tao trả. Ê, Trình, có mẹ rồi mà. Cô Hậu, nói tóm lại cô Hậu giống như là mẹ vợ tương lai của tôi vậy đó. Đừng vậy nha. Tôi sẽ trả cái phần tiền này cho cô Hậu. Bởi vì sao? Bởi vì Miên là nhân viên của tôi. Tôi có nhiệm vụ phải lo lắng cho nhân viên của tôi, lo lắng cho cả gia đình của nhân viên của tôi. Hai bạn vô đây để tôi trả tiền. Trình,
Trình suy nghĩ vậy là Trình suy nghĩ còn non nớt lắm. Cho dù Miên là nhân viên của Trình đi đúng không? Nhưng mà bây giờ nè, cô Hậu nói chung là có công chuyện làm việc với mẹ của tôi, thì nói chung lo để cho người lớn lo với nhau chứ gì mà tới mấy người nhỏ lo cho nhau, đúng không? Tôi không cần biết, tôi chỉ biết bây giờ là cả cuộc đời tôi để dành cho lo cho Miên và mẹ của Miên. Vậy thôi, đi vô đây. Đừng hai đứa bay lằng nhằng quá. Bây giờ tóm lại thằng nào trả? Tôi trả. Ta hỏi lần nữa, thằng nào trả? Tôi trả. Nói hoài ta. Đây nè, nói giờ em thấy mình đi thu nhận toàn là người ta chạy mình không à? Sao mới thằng hai mày dám trả? Rồi mình lấy nào? Không tan rối. Lấy của tôi đi. Bạn điên cho mình. Bây giờ hai bạn lấy tiền của tôi đi. Nha, tôi sẽ trả 5% đó rồi tôi sẽ đưa thêm cho hai bạn 500.000 đúng cà phê. Bạn vậy là bạn không có ý kiến của tôi rồi. Bây giờ anh vậy đi, bên đây trả 500.000 với lại lãi 5% đúng không? Tôi trả lãi 5%, trả thêm 600.000 nữa. Ê, bạn chưa gác luôn nha. Tôi, nhưng mà cái này tôi dành trước, tôi nói trước. Đi về đây tôi trả. Không ai gác ai trên chơi. Thôi, trời ơi. Bây giờ giải quyết gì nào? Mỗi thằng trả một nửa, xong, im đềm. Thà vậy đi. Thà vậy đi qua đây. Đi qua đây. Nói vậy đi, giải quyết vấn đề như thế còn chứ có gì đâu mà tôi trả hoài. Đi vô đây, tôi trả cho.